thầy chúng con vẫn vẫn khói kết mây lành cúng dường đạo nhiệm màu đã lan truyền nơi cùng nơi nhờ chân lý chúng sanh đều thoát luân hồi đồng quy kinh về dưới đại sen dân hóa thông tin thiên màu thắng tươi ngành đại quan minh sẽ đi hoàn chân tiên truyền soi khắp cùng quần sanh Phật đạo đồng cùng nhau tu tinh tăng vào viên thành Nam cho đời.
Rồi, rất cảm ơn các em Phật tử. Nam mô Phật tử chúng ta vào bên trong và